Đây là chiếc Ulefone, máy tính bảng Ulefone Bass 3 Pro mới cập bến Sài Gòn Phone nha mọi người. Sở dĩ mà mình quay ban đêm như thế này là để mình test hai cây đèn LED của cái chiếc máy tính bảng này ha. Bây giờ mình mở lên cho mọi người xem luôn ha, nó sáng như thế nào ha. Rồi quay xuống đó nè, nó quay xuống đó, đó dưới đó thì nó tối tối vậy ha. Đây. Muốn mở được đèn LED này thì mình bấm cái nút này giữ lâu khoảng 3 giây. Đó. Oh. Sáng ghê không? Sáng quá, camera mất tiêu camera luôn. Đây. Thấy sáng kinh khủng chưa? Sáng nè. Sáng một vùng trời luôn. Sáng qua nhà hàng xóm luôn. Đây, mọi người thấy không? Quá sáng luôn. Đó. Sáng quá đã luôn đúng không mọi người? Đó. Đây. Không dám quay lại luôn á, quay lại là nó chá camera luôn á. Thấy chưa? Wow, nó sáng nè. Sáng mà màn hình cái camera điện thoại nó chớp 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 luôn. Nè mọi người, quá sáng nè, thấy không? Ký lô 3 nha mọi người. Rồi ok, mọi người thấy sáng ghê không? Rồi nó sáng qua tới bên đường luôn. Nó chơi thôi đó, đèn bên đường nó sáng sẵn nha. Đây, sáng trên tường này đây. Rồi ok, mình xin kết thúc video clip tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video clip của Sài Gòn Phone nha. Rồi ok.